Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình là Minh Anh. Ok, hôm nay lại tiếp tục với tựa game tân OMG 3Q. Nhưng mà mình làm một cái clip ở bên phiên bản nước ngoài anh em nha. Dạo thời gian gần đây thì anh em cũng khá là rầm rộ với con tướng cốt truyện mới, con thánh nữ gì đấy anh em ạ. Đó, thì hôm nay mình đã có đủ lệnh để chiêu mộ cũng như là vừa mới update ra cái quay rồi. Đó, thì mình sẽ quay chiêu mộ và mình sẽ liên kết nó với một vị tướng bạch kim ở trên trận. Rồi sau mình sẽ đem đi BK anh em nha, để test cái hiệu năng, kỹ năng của nó đem lại. Và mình sẽ test cho anh em coi cái độ thực chiến của nó sẽ làm sao anh em nha, ở cái mức căn bản anh em ạ. Còn liên hồn lên á thì mình chưa thử được, tại vì cũng không phải là dư giả tài nguyên lắm để mà up cho con này anh em ạ. Ok, không lan man nữa anh em ơi, vô việc luôn. 50 lệnh thì mình bụp luôn đi. Cũng mong là nó sẽ đủ anh em ạ. Đó, cũng mong là nó sẽ đủ chứ không là chết dở luôn. Là toang luôn. Bao nhiêu rồi? 40 lần rồi, 40 lần rồi mà bao nhiêu đây trời? Ui trời, vãi trưởng thiệt sự luôn. Vãi. 16, 12, 18 này. Hai. Đủ me nó chứ. Cay anh em ạ. Đó, mình phải mua anh em ạ. Mua mất hai mươi mấy nghìn nữa. Vãi trưởng. Ok. Thiếu một mảnh anh em ạ, một mảnh thôi nha. Đấy, bây giờ thì nó là hai. Mẹ nó cay chua. Ok, nhưng không sao anh em ạ. Coi như là mất mất cốc nước. Rồi, ok. Đó. Đầu tiên là ngoại hình nha, đâu để đâu ở đâu rồi. Tít dưới đây 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 ngoại hình 3D thì nhìn rất chi là vãi chưởng. Nhìn thấy nó là ngoài tay phải luôn. Chịu chết thôi, nhưng mà 2D thì lại khá là đẹp đó anh em thấy không. 2D thì khá là đẹp nha, khá là đẹp nha, dòm dần lại cho anh em này đó. Avatar thì cũng khá là ok, đây để mình thay đổi nha. Đó, avatar đây, avatar thì để 2D nha, đừng để 3D, 3D nhìn như quái vật đó. Đó, một màu trắng tinh khôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ liên kết được con Gia Cát Lượng nha. Gia Cát Lượng đây, mình tháo con này ra. Đó, mình sẽ cho liên kết với Gia Cát Lượng. Test thử về cái độ hiệu quả của nó xem như thế nào anh em ạ. Đây, cái này thì đang cho con gì đeo đây. Thôi tạm thời xài tạm đi. Cẩm nang thì một cái nộ đầu này. Đây là để đeo tạm anh em nhà, đeo tạm thôi. Một cái được trị liệu đây. Đó, lực chiến gốc thì chỉ có 700 củ thôi. Thiên về support cho nên là mình sẽ cho nó đeo vị trí hộ vệ nha, để tăng phòng thủ với lại máu. Đó, ok. Để xem nào. Gia Cát Lượng. Đó, ui trời nhìn. Vãi trưởng. Ok, bây giờ chúng ta sơ qua về phần kỹ năng thức tỉnh với lại liên hồn một chút anh em nha. Để xem nó như thế nào. Trước thì anh em bảo là miễn dịch sát thương các kiểu anh em ạ. Thế nhưng mà khi mà mình chiêu mộ về ấy, thì kỹ năng của nó chỉ miễn dịch trong một phạm vi nhỏ anh em nha. Phạm vi nhỏ xung quanh bản thân nó thôi. Đó, không phải là cả đội đâu. Liên hồn ấy thì liên hồn full thì gia tăng sát thương cho toàn bộ đồng minh 60% này. Sát thương kỹ năng của Nguyệt Nữ tăng 150 này. Mỗi một lần tung tuyệt kỹ thì sẽ giảm 30%. Đó, có nó sẽ giảm dần. Nó chỉ buff tối đa là 60% cho toàn bộ đồng minh thôi. Còn bản thân nó thì tăng 150, thế nhưng mà mỗi một lần tung tuyệt kỹ thì nó sẽ bị giảm mất 30% đi. Lần đầu thì 150, lần hai thì là 120. Đó, kiểu đấy anh em ạ. Nói chung là cũng cũng không ổn lắm anh em ạ. Đó, thần binh thì 25 giây đầu trận không thể dính sát thương các kiểu này. Đây là bản thân nó thôi anh em ạ. Bản thân nó thôi nha. Ok. Bây giờ mình sẽ đi test thực chiến thôi anh em nha. Vô tỷ thí trước đã anh em ạ. Phân khúc 13 tỷ thì mình sẽ đánh với những cái ông 12 tỷ trước nha. Đây. Test với ông này thử trận đã. Xem như thế nào. Tốc độ chậm nhất rồi này. Rồi. Đây anh em nha. Nhìn nó. Nhìn nó vãi trưởng thật sự luôn á. Nhìn nó cùi bắp vãi trưởng luôn á. Ok, chơi một búp anh em ạ.
Để xem nào. Để hai con này đối diện đi ha. Rồi. Đang thử phát xem như thế nào anh em ơi. Ra trận này. Ui rồi, không nhìn thấy cái gì nhỉ? Nó hơi hơi delay một chút. Rồi, nậu này. Cái này lên rồi này. Đó, lốc xoáy này. Rồi sao? Không lên nậu rồi. Mên chết rồi này. Đây, 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 ui, ulti này. Đó, đẹp phết nhờ anh em nhờ. Kiểu kiếm trận á, dài kiếm chém xuống này. Ây à. Ui, phải linh đi rồi. Phải linh xong rồi anh em ơi. Cụ đi rồi. Bên kia thì phải linh vẫn còn. Vàng. Rồi, nghiên. Ôi, giật chết luôn, vãi trưởng. Ây à. Khét nhờ. Gây được 11% đam anh em ạ. Ok. Phải linh thì cứ up quá không ăn thua. Để xem nào. Test với phân khúc cao hơn một chút nha anh em nha. Đây 14 tỷ này, cũng có cái con này rồi này. Đó. Nhưng mà Vĩnh Sinh với lại Thủy Kính đều là 7 sao rồi. Phân khúc này thì căng quá anh em ạ. Căng quá. Hơn kém nhau 2 tỷ lực chiến thực. Ok, chiến thử anh em nha. Test thử xem như thế nào. Ui, đóng băng hồn kỹ vãi trưởng. Xong luôn. Đóng băng hồn kỹ là xong rồi. Nhốt anh em ạ, nhốt rồi. Rồi xong, nổ này. Mên chết rồi. Thủy kính, à quên, nghiên cũng đi rồi. Âm dương búp lên đi. Vĩnh Sinh đi rồi anh em ơi. Ui, Chu Du đi luôn. Rồi xong, time này coi như xong rồi. Hết đam anh em ạ, ui, đi luôn. Gãy rồi. Đó, anh em thấy không? Kỹ năng miễn dịch sát thương của nó là chỉ một phạm vi nhỏ thôi anh em ạ. Chứ không phải là ấy đâu nha, không phải là cả tem luôn nha. Ui, dính hồn kỹ liên tục luôn. Hiệu ứng kỹ năng thì khá là đẹp anh em nhờ. Ultimate cũng khá là ok. Mỗi tội là cái khả năng của nó thì mình chưa thấy nó bộc lộ được cái gì nhiều lắm anh em ạ. Hay là do mình bui sai ta. Bây giờ thì mình vẫn đang bui dồn với con Chu Du và mình cảm thấy nó không ổn lắm nhỉ. Có lẽ là chút nữa mình sẽ phải đi setup lại một chút anh em ạ. Ok, tỉ thí thì như vậy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ test ở trong đấu trường xem như thế nào nhá. Đấu trường thì trên này, ôi dồi ôi, lực chiến cao quá anh em ơi. Toàn mười mấy tỷ trong này thì đánh làm sao được. Ui dồi ôi. Đây. Đó, test thử anh em nha. 2, 4, 6, 8, đều 8 tướng. Rồi. Đây chỉ là test thôi anh em ạ, video test thôi chứ không phải là phân tích hay là bình luận về tính thực chiến như kỹ năng gì cả anh em ơi. Đó. Test về cái hiệu quả của nó. Miễn dịch này, đó, cái gì là một đoạn nhỏ. Ui, nhìn chết luôn, phá trưởng. Rồi, nộ trù mình xem được không. Phá kỹ mới phá trưởng. Con ấy nộ đi. Phải lên nộ đi trời. Nộ y, nộ y, nộ y. Đó, anh em thấy không? Kiếm trận ra rồi cho cái kiếm bự nó chém xuống. Thịt là vãi trưởng luôn á. Đừng bảo là con phải lên kia nó thịt luôn nha, thịt hết nha. Ồ, ok, ok, xong rồi anh em ạ. À, xem nào. Gây sát thương lên đến 22% anh em ạ. Cũng có đam nha, cũng có đam nha. Đây là trong đấu trường anh em nha, đấu trường đấy. Và cũng có đam nha. Và đấy là mình còn chở có đô nó lên trận chính. Mình chở có ăn kế thừa, cho nó ăn kế thừa ở những trang bị ngon đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử với một ông này nữa. Ông này thì 14 tỷ 7. Chơi bằng thống với Chu Du Phẹt Linh, ok. Test thử một trận với cái ông phân khúc lực chiến 14 tỷ 7 này. Main là con main tôn quyền. Ok. Đẩy này, bên kia có hiểu, à có bạch hiểu, các hiểu này. Rồi ok, Du không lên nộ được luôn. Bên mình còn men chết rồi. Phải linh nộ đi trời. Ok, nộ được một cái rồi. Ôi, đi hết luôn á hả? Đừng bảo là bị phải linh kia nó thịt hết nha. Rồi ok, miễn dịch sát thương, đúng. Ồ, anh nhìn thấy không? Cái vòng hào quang á, miễn dịch sát thương á. Ôi, chết rồi, xong rồi, đi rồi, đi, 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 cụ đi rồi. Còn chưa kịp nộ chết luôn. Ok. Nói chung là cái khả năng của nó thì mình đánh giá thì nó cũng gọi là tầm trung. Sát thương cũng có này. Và chủ yếu nếu mà anh em chơi á, thì anh em sẽ lấy cái búp ở cái liên hồn của nó. Búp sát thương cho toàn tem này. Cũng như là nó sẽ có một cái hiệu ứng miễn dịch sát thương phạm vi nhỏ cho tướng đồng minh của mình. Đó. Trong vòng bao nhiêu giây đấy.
Phạm vi nhỏ thôi nha, phạm vi nhỏ thôi anh em ạ, chứ không phải là phạm vi toàn bộ đồng minh đâu. Không phải là phạm vi toàn map đâu anh em nha. Đây, 14 tỷ không đánh được thì bây giờ mình sẽ đánh thử với 16 tỷ nha. 16 tỷ. Ok. Đó, 16 tỷ mình sẽ đổi một chút đi. Xem có làm cái khựng cái nhịp tấn công của con phệ linh hay không. Nếu mà làm khựng được thì game đấu nó dài dài một chút, còn không là thôi xong. Ok. Nộ được một cái. Ui xuống chết luôn, vãi trưởng. Nó hồn kỹ dính kia nhưng mà không ăn thua. Không đủ đam nhồi vô anh em ạ. Tên bên kia nó cứng quá, nó trâu quá. Chu Du chết rồi. Rồi, phải lên cục đi rồi anh em ơi. Nó không ăn thua. Không ăn thua anh em ạ. Gây đam thì khá là nhiều anh em ạ. 29% này anh em thấy không? Ở trận nào thì nó cũng có một cái lượng đam tương đối, gọi là tương đối ổn định. Nói chung là về kỹ năng cơ bản anh em ạ, kỹ năng cơ bản thì mình đánh giá là tầm độ 7 điểm. Còn up full liên hồn lên ấy thì nó sẽ buff sát thương cho toàn team, rồi thì lúc đấy thì lại liên quan đến cách vui của anh em cũng như là công nghệ các thứ. Đó. Thế nhưng mà mình đánh giá nếu mà ở trong đấu trường một tỷ tỷ các kiểu ấy, team 1v1 ấy, đánh giá thực chiến của nó ấy thì mình cảm thấy tầm 7 điểm anh em ạ, cho 7 điểm. Đó, đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Về bộ kỹ năng của nó thì nãy mình đã check cho anh em rồi. Kỹ năng liên hồn của nó thì là buff sát thương cho toàn team này. Khi mà mắc á, thì buff thêm 60%. Và nó sẽ bản thân nó á, sẽ tăng 150% sát thương kỹ năng. Và mỗi một lần thi triển tuyệt kỹ nó sẽ giảm 30% đi. Đó. Kỹ năng thức tỉnh á, thì nó sẽ miễn dịch hiệu quả sát thương các kiểu trong phạm vi nhỏ cho đồng minh. Đó, phạm vi nhỏ nha. Đó là một cái điểm cộng của cái con này. Đi support cho team các kiểu cũng được. Còn kỹ năng của nó thì nãy mình đã test cho anh em rồi, đúng không? Hiệu ứng thì khá là đẹp. Kỹ năng các thứ là cũng có kiếm bổ xuống các kiểu. Mặc dù nó chưa được mắc binh cho lắm, kỹ năng là cẩm nang các thứ mình cũng chưa ổn lắm anh em ạ. Chưa rồi nó ổn lắm. Thế nhưng mà đi test thì với vai trò support thì mình đánh giá 7 điểm anh em nha. Đó. Ngoại hình ấy thì 2D thì còn tạm được, chứ 3D thì thôi, vứt đi anh em ạ. 3D nhìn phèn vãi trưởng luôn. Đây anh em thấy không? Nó có kiểu gì á. Ok, sơ sơ về kỹ năng cũng như là thực chiến của cái con Nguyệt Nữ như vậy anh em ơi. Đó, anh em cảm thấy ok không? Cảm thấy như thế nào? Trong trận đấu cái tính thực chiến của nó đem lại như thế nào? Thì anh em nhớ để lại comment cũng như là nhận xét của anh em, ý kiến của anh em ở phần bình luận anh em nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin phép dừng clip đây anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo anh em ơi. Bye bye anh em.